Tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn khi được sống tại một đất nước không có chiến tranh từ rất lâu rồi. Người dân Việt Nam đã và đang được sinh sống và phát triển trong hòa bình. Tuy nhiên, các số ca bạo hành gia đình vẫn tăng lên tại Việt Nam theo từng năm. Nạn nhân đặc biệt vẫn là phụ nữ. Bạo lực là một tội ác. Bạo lực đối với các đối tượng không có khả năng chống trả và phản kháng thì càng kinh khủng hơn. Tại sao ở một đất nước phát triển như Việt Nam, nạn bạo hành vẫn còn quá nhiều? Chế độ phong kiến đã bị đẩy lùi. Và mặc dù chế độ phong kiến đã bị đẩy lùi, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ở trong nếp sống suy nghĩ của một số người. Và chúng ta phải quyết liệt lên án và xóa bỏ những hành động bạo lực đối với xã hội, đối với phụ nữ trong xã hội. Chúng ta không thể gìn giữ hòa bình bằng bạo lực. Chúng ta chỉ có thể gìn giữ hòa bình bằng sự thấu hiểu lẫn nhau. Phụ nữ Việt Nam xứng đáng được yêu thương, được học tập, được phát triển và cống hiến trong hòa bình. Everybody been talking about peace, but who really show us, learn us about peace? Peace cannot be learned through fighting. It only can be learned through cooperation and understanding of each other. And that's what I want to tell you all. Please keep the peace for everyone and for the children that are out there. Thank you. Xin được cảm ơn Miss Grand thành phố Hồ Chí Minh, Trần